Ngày 30 tháng 10, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2024. Hội nghị trực tiếp và được truyền trực tuyến đến các huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Tham gia hội nghị, các đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng đến từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố và các huyện trong tỉnh. Hội nghị tập huấn gồm 4 chuyên đề: hướng dẫn nội dung khen thưởng cấp nhà nước, cấp tỉnh, hướng dẫn trình tự thủ tục xét tặng, truy tặng huy chương thanh niên xung phong vẻ vang và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến, hướng dẫn về tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La, hồ sơ trình khen thưởng, tổ chức trao tặng, đón nhận một số hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua. Qua hội nghị nhằm triển khai hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng, trang bị kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng, nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo các cấp các ngành địa phương, đẩy mạnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.